Trong thời gian này, nhiều người dân có nhu cầu đặt hàng mua lương thực, thực phẩm. Tuy nhiên, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi quá tải, không đáp ứng được nhu cầu để kịp thời đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho người dân trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Ủy ban Nhân dân phường Thạch Thang, quận Hải Châu đã thường xuyên mở điểm bán hàng lưu động. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Điểm bán hàng lưu động của phường Thạch Thang được đặt tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ. Với những mặt hàng gồm thịt, cá, thủy sản cùng các loại rau, củ, quả với bảng giá niêm yết công khai cung ứng cho 44 tổ dân phố. Người đến mua là đại diện các ban điều hành ở các tổ dân phố, mua với số lượng lớn theo danh sách đăng ký của các hộ dân đang sinh sống trong tổ. Tất cả mọi người phải thực hiện giãn cách, trang bị bảo hộ phòng chống dịch khi đến mua hàng. Hiện tại trong những ngày qua đó là hàng hóa rất là thiếu, ví dụ như là nguồn trứng này. Cá thì vẫn thiếu, dân nghe là tổ dân phố và phổ biến mua những nguồn hàng này. Nói chung là mọi người dân là rất là vui mừng, hưởng ứng là nhờ tổ trưởng đi mua. Sau 2 ngày triển khai với các mặt hàng hải sản, thịt, điểm bán hàng lưu động cơ bản cung ứng đủ thực phẩm của người dân trên địa bàn phường. Tùy theo nhu cầu của người dân, phường sẽ tiếp tục liên hệ các nhà cung ứng để có các mặt hàng đa dạng ở những ngày tiếp theo. Như ở đây thì chúng tôi tổ chức là bán thịt cho người dân. Thì một xe này thì sẽ chở được khoảng chừng 600 kg. Và nếu như nhu cầu người dân tiếp tục mua thì hết hàng ở đây thì một xe khác sẽ tới. Thì chúng tôi lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực cung ứng lương thực, thực phẩm về số lượng cho người dân. Riêng với những khu vực đang bị phong tỏa, phường Thạch Thang đã cung ứng thực phẩm đến từng hộ dân thông qua cảnh sát khu vực, đội quản lý trật tự đô thị, đảm bảo cho người dân có thể yên tâm ở nhà trong những ngày giãn cách.